Có gì anh mua cho anh lập thằng người lồ này. Lồ anh đây. Có ai cái lồ. Vậy gì? Thế mà một cạnh người đi bồ thì xe máy anh này. Phòng vai thằng là anh nhịt trá. Bối dấu ở dưới cái lãnh hai bên. Dưới cái xoáy vậy á. Thế nửa thê thôi, một bên nửa thê, hai bên thê. Vì cái mờ trọng hơn nhiều, anh phải dùng cái mờ vì hết bài tạm thẳng tháo hơn mi. Hơn mi hết được. Chẳng có mình cẩn thận có nhà dùng bộ nắm nắm như hò mít đá. Anh kiểu chỉ đạp với bối lên trớn hơn. Khám thế ở người thị trường đi đi làm tỉnh đi qua tỉnh khác. Bình thường, đi cái đuổi qua bố, chẳng như thế này. Qua thì Đà Nẵng, mang Đà Nẵng một tuần thôi. Đi vào bóng mới á. Ừ, không mới à. Lớn vào không? 7-8 triệu. Anh ở công ty gì? Dạ. Dạ. Người đưa, 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 người đưa